Dù trải qua kha khá đợt chỉnh sửa sức mạnh, thậm chí còn bị nerf gián tiếp khi trang bị quyền năng khổng thần không còn cung cấp nhiều chỉ số như trước, nhưng ở thời điểm hiện tại, Gna vẫn là một trong những carry hai tiền cực kỳ uy tín và có thể dễ dàng đưa anh em vào top. Tất cả những gì mà đội hình xoay quanh mắt xích thượng cổ cần chỉ là một chiếc lõi phù hợp ở giai đoạn đầu. Ngoài ấn thần rừng hay nâng cấp ưa mầm là hai lõi quá đẹp ra, thì vẫn còn một cái tên nữa sẽ overhợp với bài đấu này, đó chính là quá nhiều kẹo. Và ở trong video sau đây, Huân Mê sẽ sử dụng chiếc lõi trên để triển khai bài đấu Gna Reroll một cách chuẩn chỉ và giành lấy top 1 thuyết phục. Trước khi vào nội dung chính, xin anh em một like, một sub. Cổng di chuyển game này giúp người chơi khởi đầu với 3 quân cờ bậc 1, 3 rau quái rơi ra giáp, kháng phép và găng. Vòng cho lõi đầu tiên, những nâng cấp bậc vàng xuất hiện. Chiếc lõi được Huân Mê lựa chọn là quá nhiều kẹo, một nâng cấp được dùng để hướng đến các bài đấu reroll. Tạm thời anh chưa động đến những lượt đổi miễn phí đang có, chỉ tận dụng các quân cờ có sẵn là hai thần rừng và Yasuo 2. Đối thủ thì đã lên 4 và dễ dàng thắng anh ở combat này. Tiếp sau đó, Huân Mê bắt thêm Senna và Jax vào hàng chờ. Đối thủ vòng này sử dụng sử gia kẹp Kobuko cầm đồ tạm. Chênh lệch sức mạnh giữa hai bên là rõ ràng, tiếp tục thất bại mà không hạ gục được chết nào. Lên 4, anh kẹp thêm một Kindred nữa và thay Khazik vào chỗ Yasuo. Lần này thành công hạ gục được một chest để giữ lại máu. Vòng đi chợ cũng là vòng hội ngộ với On, giúp các tướng trên băng truyền cầm thêm một trang bị tạo tác. Vì được ra ở lượt đầu nên Huân Mê thành công mang về tam hợp kiếm và BF. Tạm thời lắp đồ và tối ưu cả huyết kiếm cho Cao Cao. Đối thủ là nhà cầm lõi thông thoáng để lên cấp. Họ đã lên cấp 5 nên giành lấy lợi thế áp đảo. May mà Kindred vẫn kịp hạ gục một chest, đồng thời không để cho Kobuko nhận vàng từ cánh tay kim cương. Đến round nhạy cảm lại gặp ngay nhà cũng đáng chơi thua. Mặc dù đã cẩn thận bán đi Khazik ở giây cuối cùng, nhưng đối thủ lại chẳng vừa, thay vào sân toàn quân cờ bậc 1. Đôi Kindred của Huân Mê ra quá nhiều sát thương, hạ gục toàn bộ. Nhà này đòn quá khéo nên anh Huấn đành chấp nhận mất chuỗi. Round quái cũng là lúc anh lên 5. Sử dụng những lượt roll không đồng và có được Kindred 2, tiếp tục xả tiền để roll với giá 1 vàng và có thêm Shen, Gna cùng 2 Kindred nữa. Bầy đá cũng rơi ra giáp, đai và một mắt xích thượng cổ cho anh Huấn. Sang 3.1, lúc này bài đã vào form và toàn 2 sao. Lắp đồ vào cho Gna để chuẩn bị quay xe sang chuỗi thắng. Đối thủ gặp phải đang đép bằng bắn tỉa cùng các thần thoại. Senna 1 nên không đủ sát thương hạ gục Gna, nó càn ra sau và kết liễu toàn bộ. Vòng cho lõi kế tiếp, lần này thì chỉ là lõi bạc, roll cả 3 phát không có gì ngon, Huấn chọn luôn xúc sắc vô tận để có 9 lượt đổi lại miễn phí. Anh áp lên 6 để tối ưu tỷ lệ xuất hiện tướng 2 tiền, rồi spam nút D liên tục. Morgana xuất hiện cũng được cho vào sân để kích 4 U Linh, tầm này bài vào form lại còn có hỗ trợ từ tướng 4 vàng, Huân Mê lại giành chiến thắng trước đối thủ. Hội ngộ tiếp theo là Afe, mang đến 2 mảnh trang bị tự chọn, mở trước một cái để lấy mảnh cung, ghép quyền năng cho Gna. Sau đó tiếp tục roll và cả 3 Kindred cùng xuất hiện, giúp nó lên ngay 3 sao. Round combat này thì khỏi phải nói rồi, vừa có big update nên Huấn lại chiến thắng, có được win streak 3. Vòng đi chợ, ưu tiên nhặt đồ cho Kindred, mảnh nước mắt được anh lấy về. Tối ưu nốt bùa xanh cho thợ săn Vĩnh Hằng. Tiếp tục xả tiền và có thêm Gna cùng Illaoi 2. Gặp lại nhà thông thoáng, đã có Lee Sin, nhưng thấy Tu Mù vừa vào combat bị Gna focus và hạ gục. Nó tiếp tục luồn lách ra sau để kết liễu các carry, rồi đấm nhà này nguyên sàn. Tiếp đó thì lại chạm mặt với nhà bừa bộn. Gna lần này nhắm vào Annie cầm mùa đông vĩnh cửu nên bị dính phải hiệu ứng. Sivir ba đồ nắm lấy cơ hội, liên tục ném vào mắt xích thượng cổ. Nautilus bồi thêm CC và giúp Sivir hạ gục Gna thành công. Cô chuyển mục tiêu sang Kindred, nhưng nó kịp nhảy đi để thoát khỏi tầm ngắm rồi thành công lật kèo, giúp Huân Mê bảo toàn chuỗi win. Bầy sói sau đó rơi ra 2 kháng phép và gậy. Sang đến 4.1, những lượt roll lại được reset về 0 đồng. Anh Huấn xào nhẹ vài cái và có được Sen 3, Gna thì chỉ có 8 con. Kane xuất hiện, thay vào Morgana, kích tử thần. Đối thủ round này là nhà Thiên Cung. Kane của họ đứng trở thành mục tiêu của gã Yodo, may mà cầm áo choàng nên vẫn giữ được mạng sống. Còn các đồng minh xung quanh thì không may mắn như vậy, bị hạ gục sạch. Gã tử thần cân bằng thế trận, kết liễu Gna. Kindred cứ tưởng lo được, nào ngờ bắn sai mục tiêu, để bị áp sát rồi cũng lên bảng. Vòng cho lõi cuối, đập ngay vào mắt Huân Mê là ấn thần rừng, húp vội để kích thần rừng mốc 4. Gna lúc này cũng lên 3 mà không cần roll. Đối thủ sau đó là bộ cờ Ash thuật sĩ. Ông này đã cạn tiền ở 8 nhưng bài thì toàn 1 sao.
gặp chúng anh Huấn chẳng khác nào con gặp bố, bị đấm không chừa phát nào. Hội ngộ tiếp theo với Katlin, lại có thêm 4 lượt roll miễn phí. Tầm này bài cũng không nâng cấp thêm được gì nên nó gần như là vô dụng. Đụng độ với một nhà thiên cung khác, ông này thì có cả Lee Sin 2, nhưng thầy tu mù không có lấy một đồ hồi phục nên chẳng thể trụ vững trong combat, bị hạ gục nhanh chóng, Huấn Mê là người chiến thắng. Vòng chọn chung sau đó có sự xuất hiện của Azir, nhưng ra gần cuối cùng nên chẳng còn cho anh, đành nhặt tạm on cầm đai máu. Đối đầu với bài Janna Carry có lõi bước vào long đạo, nhà này đã nâng cấp Zira và Janna lên 3 nên sát thương cực kỳ dồi dào. Mỗi tội dàn tanh khá mỏng, Galio cầm đồ nhưng vẫn chỉ một. Nhờ vậy nên Kindred cùng Gna dễ dàng xuyên thủng hàng phòng hộ, không để khoảng trống cho carry đối thủ spam chiêu. Một thắng lợi nữa thuộc về Huấn Mê. Gặp nhà xạ thuật sư đấu sĩ tiếp đó, Kai'Sa được xếp trước mặt Gna nhưng vì vẫn còn thiếu nhi nên sát thương chỉ đủ gãi ngứa. Silas dù có cầm 3 đồ thì cũng không thể đóng vai trò như chủ lực được, múa may vài phát đã bị tiễn lên bảng. Timo dù đã 3 sao nhưng thời gian combat quá ngắn nên cũng không phát huy được thế mạnh là đốt máu theo thời gian. Kết thúc vòng đấu, suýt thì đủ để tiễn đối thủ về top 8. Chim biến dị mang về cung gỗ và mảnh đồ tự chọn. Tối ưu Nanh Nasor làm đồ cuối cho Kindred. 5.1 gặp lại nhà As thuật sĩ. On được xếp trước mặt Gna nên chỉ vừa kịp đúc một đồ thì đã bị hạ gục. Annie là người được đúc đồ cho nhưng nó cũng không giúp cô sống được lâu khi trở thành mục tiêu kế tiếp. Azir đứng sau dùng chiêu liên tục nhưng chả xi nhê. Mỗi As bắn đau, mỗi tội các đồng minh đều đã gục nên cô cũng bị áp sát. Thăng hoa được kích hoạt thì cũng là lúc kết thúc combat này. Round tiếp theo, Huấn Mê lên 8. Anh gặp lại nhà thiên cung. Một pha đảo bài dây cuối giúp Gna tránh được Lissandra. Hầu như những carry tay ngắn ai cũng phải lo sợ trước kỹ năng nhốt và ấm trà của quân cờ này, nên nhờ pha đảo kịp thời đã giúp mắt xích thượng cổ được chơi game. Kết quả của combat cũng được định đoạt từ đó. Đụng độ với nhà thông thoáng đang comeback bằng Kai'Sa. Udyr 2 được xếp trước mặt, vừa bắt đầu đã lao vào hất tung, nhưng với sát thương dồi dào từ Gna và Kindred, hắn đã mất đi mạng đầu ngay sau đó. Gna đổi mục tiêu, luồn lách ra sau, một ném bay màu Teemo, kế tiếp là Sivir. Lúc này Kai'Sa tích đủ mana, loạt đạn nảy bật được tung ra hạ gục tất cả, chỉ chừa lại Shen. Anh thì chẳng khác gì bao cát, có cố gắng thì cũng chỉ sống đến khi ái nữ tung chiêu lần tiếp theo. Vòng chợ hội ngộ Alun nên các tướng trên băng truyền cầm thêm một trang bị nữa. Huấn Mê ra cuối nên không có nhiều lựa chọn, nhặt tạm dây chuyền và mũ thích nghi. Gặp lại các thiên cung, lần này chủ lực hai bên xếp ngược phía nhau nên bắt đầu bằng cách làm gỏi các đơn vị kích hệ trước, sau đó mới đến lượt các carry chạm mặt. Ngộ Không nhờ cầm đồng hồ nên tạm thời bất tử. Gna thấy vậy chuyển mục tiêu sang Khen nhưng sau đó bị khỉ đánh lén và hạ gục. Kindred phía sau liên tục bồi đam, dù chỉ còn lại một mình nhưng vẫn dễ dàng giải quyết nốt hai kẻ địch còn lại, giành lấy chiến thắng. Đến rao quái cũng là lúc Huấn Mê lên 9 và dùng những lượt roll không đồng, có được on 2 và đôi Azir sau đó